mừng anh chị và các bạn đến với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh. Chúc anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, bình an và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Biển Xanh là trang mạng uy tín chuyên bán nhà, bán đất khu vực Đức Hòa, Long An. Được gặp lại quý anh chị trong video này thì Biển Xanh rất là vui. Và ngày hôm nay Biển Xanh đang có mặt tại khu vực xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để chia sẻ và giới thiệu đến quý anh chị mình một sản phẩm ký gửi mới, đó là một căn nhà vườn có diện tích là ngang 10 và dài là 26. Tổng diện tích trên sổ là 262m², một căn nhà vườn chủ vừa mới xây dựng xong, nhà còn mới tinh quý anh chị nhé. Vị trí ngày hôm nay chỉ cách với mặt tiền đường quốc lộ N2 là 500m, cách chợ Hòa Khánh vòng xoay Hòa Khánh là 1,3 km quý anh chị. Ở đây nhà cửa dân cư ở kín hết rồi. Đối diện căn nhà của chúng ta cũng đang có một căn khác đang chuẩn bị xây, và liền kề kế bên cạnh là khu vực nhà trọ công ty. Đây phía bên ngoài là nhà trọ đang xây để cho thuê rất là nhiều quý anh chị nhé. Đường là đường xe tải, xe ben là tới đất. Từ vị trí của căn nhà này chúng ta chạy ra tới mặt tiền quốc lộ N2 chỗ cà phê Cao Lợi Hưng chỉ 500m quý anh chị. Nhà cửa dân sinh ở kín hết rồi, xung quanh dân cư đông đúc, đất không quy hoạch, đất sạch sẽ không quy hoạch, không mồ mả quý anh chị nhé. Căn nhà vườn của chúng ta được chủ đất xây hàng rào bao quanh cực kỳ là kiên cố quý anh chị. Căn nhà vườn này được thiết kế khá là rộng rãi quý anh chị nhé. Căn này có hướng nam với mặt tiền đường xe tải, xe ben là chạy vào tới nhà. Nhà được thiết kế bởi một phòng khách, hai phòng ngủ, một phòng bếp, một nhà tắm và WC. Đầu tiên là khu vực của sân để đậu xe hơi, xe Honda cực kỳ là rộng rãi và thoải mái. Xe hơi chạy vi vu trước nhà quý anh chị nhé. Căn này có hướng nam, xây dựng thiết kế theo lối kiểu nhà vườn. Anh chủ nhà xây một bên là 5m là chúng ta làm nhà để ở, còn một bên 5m là để làm vườn. Thì ngoài vườn anh chủ đã bắt đầu trồng các loại cây trái cho chúng ta rồi. Và căn này thì có giá là 2.550.000.000 quý anh chị nhé. Phía bên ngoài thì được thiết kế đó là hai bức tranh khá là đẹp. Di chuyển vào bên trong là khu vực của phòng khách cực kỳ là rộng rãi. Thiết kế trang trí căn nhà này cực kỳ là kiên cố đó quý anh chị. Những cái nội thất mà đã được kê trong căn nhà này thì anh chủ sẽ tặng lại cho những anh chị nào mua sau quý anh chị nhé. Phía ngoài phòng khách thì được trang trí một bức tranh 3D cực kỳ là đẹp. Di chuyển tiếp vào bên trong căn nhà này là hai phòng ngủ quý anh chị. Hệ thống dây ống đồng, máy lạnh đã được gắn sẵn. Với diện tích của căn nhà vườn ngang 10 và dài là 26, tổng diện tích trên sổ là 262m², với cái lối thiết kế kiểu nhà vườn xây khá là kiên cố, hướng nam, thổ cư 100%, sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng, có mặt tiền đường trước nhà là 5m, xe hơi, xe ben, xe tải là chạy vi vu quý anh chị nhé. Và phía đằng sau này khu vực của phòng bếp, ở đây thì đã được trang bị sẵn cho mình là một bộ bàn ăn, tủ bếp cũng được anh chủ gắn sẵn. Nhà tắm WC thì khá là rộng rãi quý anh chị. $2.550.000 cho căn nhà vườn này quý anh chị mình có thể sở hữu an cư lập nghiệp được đó quý anh chị, bởi với cái vị trí này nó chỉ cách với mặt tiền đường quốc lộ N2 chỉ 500m. Khu vực nhà cửa dân cư ở đông đúc, gần nhiều công ty, nhà máy, xí nghiệp. Bốn xung quanh thì đang xây rất nhiều các dãy phòng trọ cho thuê, dân cư ở kín. Xung quanh đây những cái lô đất trống là không còn nhiều đâu quý anh chị. Khu vực sân phía trước và sân phía sau cùng với một khoảng sân vườn bên hông 5m. Ở đây thì anh chủ đã bắt đầu trồng cho chúng ta những loại cây trái như là bưởi, ổi, mật, mít. Ngang 10, dài 26, 262m², hướng nam cực kỳ là mát quý chị nhé. Thiết kế của căn nhà vườn 262m², thổ cư 100%, tọa lạc tại xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
có giá chỉ có 2 tỷ 550 triệu. Vị trí này chỉ cách với mặt tiền đường nhựa quốc lộ N2 hướng đi về miền Tây hoặc đi lên thành phố Hồ Chí Minh. Từ đây chạy ra tới đường nhựa quốc lộ N2 chỉ 500 mét thôi quý anh chị nhé. Và đây là một cây khế ngọt đã có trái. Một khoảng sân trước và sân sau cùng với bên hông làm nhà vườn, khá là đẹp cho căn nhà kiên cố này. Những quý anh chị nào quan tâm đến căn nhà vườn này thì còn chần chừ gì mà không nhấc máy lên, kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho Biển Xanh qua số hotline quen thuộc 037 730 4018 quý anh chị nhé. Xung quanh thì được anh chủ xây hàng rào bốn xung quanh cực kỳ là kiên cố cùng với cổng sắt ở phía trước. Nói chung căn này xây cực kỳ là kiên cố, xây để ở. Những quý anh chị nào xem được video clip này thấy yêu thích căn nhà vườn này với giá 2 tỷ 550 thì còn chần chừ gì mà không gọi ngay cho Biển Xanh qua số hotline quen thuộc Biển Xanh để trên màn hình quý anh chị nhé. Xung quanh dân cư hàng xóm ở rất là đông đúc, mặt tiền đường xe ben xe tải là chạy vi vu, đường chạy thông. Nhà này mới xây dựng xong cho nên rất là mới quý anh chị nhé. Kính chúc anh chị và các bạn luôn dồi dào sức khỏe, bình an và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để theo dõi nhiều video clip mới nhất. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị quý nhà đầu tư trong những clip tiếp theo nhé.